Chuyện ở khách sạn. Cảm ơn cậu nhé. Lạ, thuốc đó cậu đã uống chưa? Gì cơ? Cậu làm gì vậy? Thuốc an thần. Mình bảo mẹ cốc đưa thuốc an thần cho cậu. Cậu uống nó chưa? Lọ thuốc đó không phải là cho mình uống, là mình đưa cho Lương Mục Trạch uống. Và anh ta vứt đi. Sao vậy? Trước đây công ty mình có hợp tác với một công ty dược, muốn dùng kỹ thuật in 3D nghiên cứu và phát triển thuốc ngủ tổng hợp từ y học cổ truyền. Kết quả là trong lô sản phẩm đầu tiên có chứa hàm lượng mã đầu linh quá liều. Nếu dùng lâu dài có thể gây nên suy thận hoặc thậm chí ung thư gan. Vì vậy quyết định tiêu hủy nội bộ. Kết quả lại bị trợ lý của mình lấy nhầm. Mình cũng không biết, nên mình đã đưa cho mẹ cốc. Bình thường giữa nam với nữ, nếu không ngay lập tức nghe điện thoại thì hoặc đang bận, hoặc đang hai. Anh có gọi nữa cũng là việc vô ích nữa. Hà sư, là thuốc đó chỉ là ngoài ý muốn. May mà cậu không sao. Mình thì không sao, nhưng bạn của mình suýt nữa đã uống thuốc không hợp quy chuẩn. Cậu biết cậu mang đến cho mình bao nhiêu rắc rối không? Nếu vì sơ suất của mình mà sức khỏe của anh ấy lưu lại di chứng gì, thì cả đời này mình không có cách nào tha thứ cho bản thân. Còn nữa, lần sau trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì có liên quan đến mình, phiền cậu liệu có thể thông báo trước cho mình một tiếng không? Đừng có muốn làm gì thì làm nấy. Nhất là đừng để mễ cốc dính líu đến những việc ngoài ý muốn của cậu. Cũng đừng lấy cái cớ vì tốt cho mình mà hết lần này đến lần khác làm mình tổn thương. Xin lỗi. Wow. Xem ra chị ta đang hai. Cô chạy đi đâu thế? Chị đoán xem. Anh nhặt được cô ấy từ đâu về vậy? Chuyện này, việc đi đón sân bay đã làm phiền cô rồi. Anh, em buồn ngủ rồi. Cô ấy làm sao vậy? Không sao, bị bệnh buồn ngủ thôi. Đi thôi, đến phòng làm việc của cô. Đi. Mình nghe bố mình nói có người tấn công cậu. Vậy cậu thế nào? Có bị thương gì không? Mình không sao. Trang Nhiên bị thương rồi. Nghiêm trọng không? Bác sĩ nói không tổn thương đến dây thần kinh và xương. Vậy chắc không có gì đáng ngại. Cậu ấy đâu? Vẫn đang trong phòng tiểu phẫu. À mà, hôm nay mình đến khách sạn để quay ngoại cảnh. Anh ấy cũng đến tham gia diễn đàn y học. Bọn mình ai có việc của người đó, vừa hay gặp nhau thôi. Kết quả gặp phải việc đột ngột. Mình thấy anh ấy chảy rất nhiều máu, nên đến bệnh viện với anh ấy. Thực ra không cần để ý đâu. Ngồi một lát đi. Ý mình là mình đối với Trác Nhiên không sai. Nhìn thấy cậu ấy, trong lòng mình vẫn có một vài cảm giác không nói rõ ra được. Nhưng mình nghĩ cảm giác đó không hề là vì người đó, mà là đoạn ký ức thuộc về thanh xuân ấy. Bởi vì nó thực sự đã từng xảy ra, tương lai cũng sẽ không còn nữa. Cho nên mình mãi mãi không thể nào quên được. Giống như chúng ta vẫn thường hoài niệm về những chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, chơi bóng rổ trên sân thể dục vậy. Nhưng hoài niệm là hoài niệm, cuộc sống là cuộc sống. Câu chuyện của mình và Trác Nhiên đã kết thúc rồi. Còn về câu chuyện giữa hai người, nếu cậu thật sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy thì đi đi.
Mình còn tưởng cậu sẽ không thèm để ý đến mình nữa. Chỉ vì một mối tình đầu đã qua rồi sao? Mình nhỏ mọn đến vậy à? Với mình mà nói, một khi nghiêm túc, tình bạn có thể sẽ còn khắc cốt ghi tâm hơn cả tình yêu. Mình yêu cậu Mễ Cốc. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể thay thế được địa vị của cậu ở trong lòng mình. Chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi. Anh không cần truy cứu mãi vậy chứ. Ngoài ý muốn? Tất nhiên là ngoài ý muốn. Nếu không thì sao Trắc Nhiên lại phải hại tôi? Nhưng thuốc đó là đưa cho tôi. Cậu ấy không biết chuyện đó. Vậy sao cậu ta biết cô có thuốc này? Làm sao biết vậy? Vì trong một khoảng thời gian rất dài sau khi cậu ấy đi, tôi chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của thuốc mới có thể ngủ được. Vào những đêm mất ngủ đó, tôi đã gửi rất nhiều email cho cậu ấy, có mắng cậu ấy, có cầu xin cậu ấy. Cậu ấy chưa từng trả lời lại. Tuy cậu ấy không trả lời, nhưng tình hình lúc đó của tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng hiểu được. Vì vậy lần này cậu ấy quay về, sợ tâm trạng của tôi có dao động, để đề phòng mới bảo Mễ Cốc để ý tôi. Kết quả, đúng lúc phát hiện ra lọ thuốc ngủ đó. Tin tôi đi, Lương Mục Trạch, Trắc Nhiên sẽ không làm hại tôi, càng không có lý do nhắm vào anh. Đây thật sự chỉ là một sự cố ngẫu nhiên thôi. Tóm lại, chuyện này tôi rất xin lỗi. Cho dù anh tức giận hay ghét tôi đều hiểu. Nhưng tôi không thể nghi ngờ bạn của tôi được. Đây là nguyên tắc đối nhân xử thế của tôi. Chỉ là bạn bè thôi sao? Lâm Mục Trạch, anh có ý gì hả? 8 năm qua đi rồi. Của gia đình, cô vẫn hiểu anh ta sao? Với lại, cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện bỏ nhà ra đi, chỉ có hồi nhỏ tôi mới dùng. Với lại, cô cũng không thể dùng mãi được. Dùng mãi cũng không hay nữa. Tư duy khuôn mẫu của người trưởng thành. Đánh là đánh, cãi nhau là cãi nhau, nhưng không được phép không về nhà. Hiểu không? Chẳng qua anh muốn tôi ở nhà trông em họ giúp anh thôi chứ gì? Đúng thế. Đây là cái quỷ gì thế? Cô ta là ai vậy? Làm quen một chút đi. Cô gái này là em họ của Lương Mục Trạch, Lương Thiệu Tuyết. Chú ý an toàn đấy. Lát nữa đừng để bị cô ấy dọa chết. Đây là địa bàn của em. Trông chừng cô ấy giúp chị. Chị đi nghỉ một chút. Đừng mà. Đây là đâu? À!
Sao vậy? Không liên quan đến em. Ở đây là đâu vậy? Đây là nhà của Lương Mục Trạch. Sao có thể? Sao anh tôi còn nuôi mèo nữa? Nó còn vừa liếm mặt tôi. Ít thấy nên lạ thôi. Cô bình tĩnh lại. Bây giờ là giữa ban ngày, đừng ồn ào như thế. Nếu không hàng xóm nghe được, họ sẽ báo cảnh sát đấy. Chị mặc kệ tôi sắp phát nổ đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi thấy cô hoàn toàn tỉnh táo rồi. Tôi mà không tỉnh táo thì bị người ta bán đi cũng không biết. Vậy cô có nhớ chiều hôm qua đột nhiên ngủ quên ở hành lang bệnh viện không? Ngủ quên thì có gì không bình thường chứ? Tôi bị lệch múi giờ. Tôi không nói cô không bình thường. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô. Vào lúc cô ngủ đến bất tỉnh nhân sự là tôi. Vừa mới tan ca đêm, cả người mệt mỏi còn đưa cô về nhà cả đoạn đường. Cô không những không cảm ơn mà còn nghi ngờ tôi bán cô. Không sao, không hề gì. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Nhưng bây giờ tôi cầu xin cô có thể yên tĩnh một chút, để tôi yên ổn ngủ vài giờ đồng hồ không? Vì một lát nữa tôi sẽ phải đến bệnh viện làm việc, được không? Tình hình bệnh nhân thế nào? Dựa vào bệnh án trước đây có thể thấy anh ta vốn bị suy van động mạch chủ nghiêm trọng. Không lâu trước đây bị xuất huyết chân răng khi đánh răng. Suy xét tới việc có thể phải làm phẫu thuật thay van nên trực tiếp chuyển tới cấp cứu ở khoa ngoại tim mạch. Tình hình thế nào? Khi tới cấp cứu, bệnh nhân sốt cao. Bệnh án khám bệnh cho thấy trước đây anh ta từng bị suy van động mạch nghiêm trọng. Không lâu trước đây xuất huyết chân răng khi đánh răng, nghi ngờ xuất hiện viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Gần đây chuyện ở đơn vị của tôi nhiều quá, thực sự không rời khỏi được. Tôi thấy gần đây cơ thể tôi rất ổn. Hay là thế này đi bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi trước, tôi về uống thử xem thế nào. Giúp tôi đi, cảm ơn bác sĩ giúp tôi đi. Ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi. Thầy Trương, bệnh nhân bị rung tâm thất, ép tim. Vâng. Tiêm 1 gram adrenaline và 0,5 atropine vào tĩnh mạch. Tiêu tiêu. Có. Thông báo với khoa gây mê, chuẩn bị ống thông khí quản. Vâng. Là khoa gây mê à? Chuẩn bị khử xung tim. Thông báo với người nhà đi. Thầy tôn trọng bệnh nhân. Vớ vẩn. Sự tôn trọng lớn nhất mà bác sĩ dành cho bệnh nhân chính là dốc hết sức mình cứu lấy tính mạng anh ta. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Lúc đó tôi đã sợ. Tôi sợ tôi kiên trì sẽ khiến anh ta hiểu nhầm, sẽ thêm phiền phức cho bản thân mình, thêm phiền phức cho bệnh viện, thậm chí sẽ còn đập vỡ bát cơm của mình. Vậy nên tôi đã không kiên trì. Nhưng vừa rồi tôi nghe thấy tiếng khóc của vợ anh ta.
Tôi thấy thật hổ thẹn. Thầy ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn. Em biết không hạ sư, tôi làm bác sĩ nhiều năm, không thích viết luận văn, không thích phòng học hàm. Điều duy nhất chống đỡ để tôi đứng cạnh bàn phẫu thuật chỉ có một: chỉ mong bệnh nhân được chữa khỏi. Bác sĩ nhận được sự kính trọng, nhưng bây giờ mỗi khi tới lúc này, tôi lại thấy bản thân thật tồi tệ. Tại sao tôi không kiên trì một chút? Vậy thầy hối hận không? Trưởng khoa, tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì vậy? Được, tôi lập tức qua đó. Khoa cấp cứu có một người bệnh phình động mạch chủ bóc tách, cần làm phẫu thuật. Trưởng khoa mổ chính, tôi hỗ trợ. Phòng bệnh bên kia giao lại cho em. Quan trọng là giám sát người bệnh bị xe ô tô đâm thương vùng ngực ở giường số 3. Em biết rồi. Cái này đâu giống một bóng lưng hối hận chứ. Phải mau chóng gỡ nó xuống, để như thế này đâu có được. Đừng cắn tao. Nào nào, để tôi thử xem. Để tôi. Anh biết làm à? Hai người là duyên phận gì thế này? Trời ạ, thao tác thế này cũng khá là... Nào. Được đó, có duyên với anh đấy. Chuyện gì thế này? Được rồi, được rồi, được rồi. Đừng hôn tao thế. Con vẹt này thành tinh thật rồi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ biến thành nàng Bạch Tố Trinh đến báo ơn thì sao? Thế thì cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Anh đừng nói nhé, đội phó cũng đẹp đôi với anh lắm. Vẫn phải có ước mơ chứ, có đúng không nào? Thông qua buổi luyện tập kết hợp này, tôi tin rằng mọi người đã hiểu rõ hơn về tác chiến trên các địa hình khác nhau. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải giải quyết những vấn đề khác nhau đã được gợi mở trong lần diễn tập này. Trong những buổi tập sau này, phải nâng cao hiệu quả hơn nữa, phải dùng yêu cầu thực tế chiến đấu, tự ép mình trong kỷ luật, rèn luyện điểm yếu của chúng ta, trở thành áo giáp của chúng ta. Tuyệt đối không giao cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào. Rõ chưa? Rõ. Ok. Ai đấy? Người nào mà kỳ lạ thế? Không biết nói chuyện tử tế à? Ra đây cho tôi. Báo cáo. Chuyện gì thế này? Ở đâu ra thế này? Báo cáo. Vừa nãy rơi từ trên trời xuống. Hai tiếng ok vừa nãy là nó nói à? Đúng. Đồ ngốc, đồ ngốc. Nó lại nói gì thế? Nói anh ngốc. Nói gì cơ? Báo cáo. Lữ đoàn trưởng, con chim này bắt được ai là mắng hơi đó. Anh đừng chấp nào. Nói nhảm, tôi lại đi chấp một con về sao? Tên này bị thương rồi.
Đúng. Vừa nãy chân bị mắc vào dây diều. Mau đưa đến bệnh viện đi, để bác sĩ Ngô khám cho. Lát về mau chóng liên lạc cục lâm nghiệp và cảnh sát rừng, bảo họ cử người đến đây.